đặc thù. À, thế thì lúc đó anh có bị bệnh gì không? Cũng không biết là bệnh gì thì cũng đi xét nghiệm bệnh gì đó thì ta nói là đau đầu giận mặt. Rồi. Tức là lúc đầu thì anh thấy có triệu chứng là mình mất ngủ này, đầu nhức đầu này, khó thở. Tự nhiên tức là đang bình thường thì đang ngồi với vợ con bình thường vậy tự nhiên nó phát mệt lên khó giờ mỗi ngày cứ làm liên bì không có lâu là ban ngày mình cũng nằm luôn, nằm nghỉ ngơi ngồi chung người nó không có sức khỏe, mà ai mà có chuyện gì xung quanh thì nó bực bội, nó la ói lắm. Có ai mà la này cái nó bực bội nó không điều khiển được cái tư tưởng của nó. Thằng Hồng Vinh địa chỉ ra đây, tổ 1, ấp Chạy Mỹ, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Còn số điện thoại 0974 466 888. Nghề nghiệp của anh là làm gì? Làm thợ bạc. Thợ bạc 25 năm. Xin mời bác sĩ Hiền ạ. Dạ, tôi xin có một vài ý kiến như thế này. Thực ra cái mất ngủ, nếu như giả sử như anh mà ngủ được, như chúng tôi nói là nếu như anh ngủ được 3-4 tiếng nhưng mà giấc ngủ sâu, và sau khi anh tỉnh dậy, coi như anh thoải mái, thì cái đó thì chúng ta cũng không cho mất ngủ. Bởi vì có khi chúng ta nằm ngủ tới 10 tiếng, 12 tiếng nhưng mà cái giấc ngủ không sâu, giấc ngủ chập chờn thì anh mới mất ngủ, rối loạn giấc ngủ. Còn nếu như anh mà ngủ được, cái giấc ngủ sâu mà sau khi anh dậy và anh làm việc, anh tỉnh táo, anh coi như là minh mẫn thì cái việc đó thì cũng không có gì là lo lắng. Nhưng mà nếu như mà giả sử như là sau khi ngủ dậy như thế, rồi cái thời gian anh dậy anh rất là uể oải, anh mệt mỏi, thì đương nhiên là anh phải kết hợp điều trị. Bữa có coi trên TV á, người ta nói về cái triệu chứng mà suy nhược thần kinh này nè. Nhưng VCM4 à? Không, VTV2. À, VTV2 đúng không ạ? Tức là một cái chuyên đề về sức khỏe gì. À, về sức khỏe. Về sức khỏe. Và cái chuyên đề VTV2 là cái chương trình sức khỏe cho mọi người. À, đúng rồi. Dạ, đúng không? Chủ nhật, chiều chủ nhật đúng không? Rồi, nó có nhiều trường, nó mỗi tuần nó ra một cái chương trình. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hôm đó là chuyên đề về sức khỏe, về thần kinh. Chuyên đề thì chuyên nghiệp thần kinh. À, thế là anh mới... Tôi muốn coi, lúc đó mới xem. À. Xem rồi một lúc đó người ta muốn nói về cái sản phẩm kim lần hai. À. Rồi mình mới biết. Dạ. Biết là đi tìm mua, cũng không biết là mua ở đâu nữa. À. Tại vì ở đây là dùng sâu xa mua, không biết mua ở đâu. Tức là khi mà anh nghe cái chương trình sinh nhật thần kinh ấy, thì anh có thấy có triệu chứng giống với mình không ạ? Nó y vậy đó. Tức là thấy giống hết của mình. Sao mà ông giáo sư gì ổng nói là sao bệnh này giống bệnh mình dữ gì cần. Cái đầu mới đi tìm mua cái kim thần thang uống. Đâu có liên lạc với ông á. Không có liên lạc. Dạ. Yeah. Đi kiếm mua không có. Cái đầu mới lên mạng tìm cái gọi là cái nhà tư vấn á. Người ta mới cho cái địa chỉ đi mua. Rồi mới lên mua được. Biết rằng hợp hoan bì đây là loại vỏ cây vị ngọt tính bình vào kinh tâm kinh can và giúp cho cái an thần kinh và giải trầm uất và tăng cường cái sự lưu thông điều hòa khí huyết hay là tăng cường lưu thông khí huyết hành khí hoạt huyết hay thông kinh hoạt lạc và điều trị trong các trường hợp suy nhược thần kinh mất ngủ rồi rối loạn về giấc ngủ. Đó là mình cảm thấy người nó không
mệt nữa. Không không bỏ giờ không 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 khó không không còn khó tập trung nữa. Tức là lúc đó là mình đã kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Chưa nghe mày nói chân. Không, đó là lúc đầu, đó là lúc đầu rồi. Nhưng mà uống dần dần tới giờ là cái thần kinh làm như là nó ổn định luôn. Tức là khi mà mình mới bắt đầu sử dụng thì mình đã bắt đầu là mình thấy sức khỏe mình đã cải thiện. Mình ngủ thế nào anh ha? Ngủ cũng được, sáng thì dậy cũng thấy khỏe. Thế hiện nay không biết anh có còn dùng kim thần thang đấy không? Còn. Thế là anh bắt đầu sử dụng kim thần thang là từ khi nào ạ? 6 tháng cũng ở 6 tháng. À 6 tháng. Thế thì khi mới bắt đầu sử dụng mình thấy có cải thiện không ạ? Thì hôm đầu là thấy bớt liền. Nè, ông nói rồi. Uống bắt đầu uống một hộ uống hết. Bắt đầu mình uống một lần 3 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Và uống khoảng một hộp xong mà thấy sức khỏe nó cải thiện được rồi, nó cái triệu chứng mà hồi hộp mà lo lắng á, làm như nó giảm nhiều lắm. Uống bát chứ luôn. Cái đầu mua thêm một hộp nữa. Rồi uống rồi cảm thấy sức khỏe nó tốt, rồi người ta kêu đi làm, rồi đi làm luôn tới giờ luôn, không có nghỉ luôn. Thế là anh chỉ mới bắt đầu sang hộp thứ hai thì anh đã thấy người khỏe lên khỏe rồi và rồi. Mình bắt đầu có đi làm được rồi. Làm việc. Rồi từ ngày sau khi mà cái biết cái tới cái sản phẩm mà kim thần thang này nè, thấy sử dụng cái kim thần thang thì sức khỏe nó ổn định, rồi không còn hồi hộp, khó thở, lo âu, rồi mất tập trung nữa, thì nó tốt lắm. Ổn định như làm bình thường rồi. Thì anh có điều gì muốn chia sẻ với những người bệnh mà cũng đang gặp cái tình trạng như mình? Anh cũng muốn chia sẻ thì điều gì với những người mà đang còn gặp cái tình trạng như mình? Anh có thể chia sẻ với cái việc và kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm kim thần thang ạ? Thì bây giờ mình thì nói những người nào mà triệu chứng bệnh tật giống mình vậy thì nên là tìm tới cái thần thang để mua để điều trị xem nó có hiệu quả không, nếu có triệu chứng y như mình vậy. Trong kim thần khang thì nó có cái mấy thành phần chính là hợp quan bì và viễn trí và ngũ vị tử, rồi là hồng táo, toan táo nhân, vân vân, một vài vị nữa khác. Thế thì tất cả những cái này, những cái thành phần này nó đều giúp cho một cái an thần, đều giúp cho một cái là trấn tĩnh và đều giúp cho một cái là tăng cường lưu thông khí huyết, làm cho cái não hoạt động nó tốt lên. Thế rồi một cái nữa là gì, nó đưa người ta đi vào giấc ngủ nó tốt lên, hay trong giấc ngủ rồi thì nó cũng giúp cho hỗ trợ là ngủ sâu hơn, đỡ mộng mị hơn, vân vân. Thì đấy là những cái của kim thần khang, nó phối hợp được một số cái vị đấy, và những vị đó là không những chỉ giải quyết những triệu chứng bệnh mà nó còn làm cho cái não là nó được nuôi dưỡng tốt lên bởi những cái vị thuốc đông y thuốc bổ thế. Cho nên là hợp quan bì, tức là kim thần khang, nó tác dụng hơn ở cái chỗ là hợp quan bì chỗ đấy. Thế cho đây là một vị thuốc rất tốt. Với những thảo dược quý này, chỉ với 4 đến 6 viên kim thần khang mỗi ngày sẽ giúp cải thiện những triệu chứng khó chịu của bệnh.